một con cá kiếm được đánh bắt ngoài khơi biển san hô thuộc vùng đông bắc nước Úc với chi chít những lỗ tròn kỳ lạ. Thuyền trưởng Tony Walker cho biết thủ phạm gây ra những vết cắn tròn chính này chính là Cookie Cutter Shark, có danh pháp khoa học là Aesystius brasiliensis, một loài cá mập biển sâu được biết đến với những cú đấm chính xác lưu lại dấu vết vĩnh viễn trên cơ thể của những con mồi có kích thước lớn hơn. Chúng được đặt tên theo những vết cắn đặc biệt của mình, thường được mô tả là có hình dạng của một chiếc bánh quy. Cookie Cutter Shark có chiều dài tối đa khoảng 0,6 mét, được tìm thấy ở các vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Là một loài săn mồi theo kiểu phục kích về đêm, Cookie Cutter Shark có thể phát quang sinh học, cơ quan phát sáng của chúng nằm trên lưng, dùng để thu hút con mồi. Chúng di cư theo phương thẳng đứng trong cột nước mỗi ngày để kiếm ăn, trước khi lặn xuống một lần nữa. Chúng sử dụng hàm răng sắc nhọn để bám vào các động vật lớn, chẳng hạn như cá voi, cá heo và cá mập. Sau đó xoay cơ thể tạo ra một lực hút, giúp chúng lấy ra một bầu thịt hình tròn từ con mồi. Trong một số trường hợp, vết cắn mà loài cá này gây ra có thể khiến cho thiết bị sonar của tàu ngầm bị rò rỉ dầu và ngừng hoạt động. Cookie Cutter Shark là một loài sinh vật kỳ thú, là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển sâu, và hành vi ăn uống độc đáo của chúng sẽ giúp kiểm soát những quần thể động vật lớn hơn.